Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá nướng da giòn com Asuka Tiểu Đường, dầu Nhật Bản, bảo thi shop Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2024. Tôi nhớ hôm nay là ngày 17 là tại vì ngày mai là ngày 18 là ngày mà siêu thị Mỹ Thuận sẽ có một chương trình sale rất là đặc biệt kỷ niệm 18 năm thành lập. Nhưng mà ngày thứ sáu, ngày 19 thì lại là một cái ngày và 200 khách hàng đầu tiên mà mua trên 198 đồng thì được tặng một cái gói quà to đùng luôn thôi với quý vị. Đó cho nên tôi nhớ hôm nay là mới 17 thôi, ngày mai mới là 18 là ngày bắt đầu sale đó. Nhiều chương trình nhiều mặt hàng sẽ được giảm giá kinh khủng lắm. Đó từ từ ngày mai trở đi. À, cho nên hôm nay mình tính đi chợ thì để thôi ngày mai mình đi đi cho nó ngon lành hơn. À, chúng tôi có trên Facebook, có trên Youtube, chúng tôi có trên mạng Internet là tv com Có nhiều người hỏi nè, lên Youtube và lên Facebook làm sao mà kiếm được Little Saigon TV Chuẩn bị vô trong cái thanh tìm kiếm đó, cái dấu mà giống như là cái kính hiển vi đó cái à, Click vào đó, rồi quý vị đánh vô chữ LSTV Sẽ, sẽ thấy cái trang nhà, à, cái trang của uh, Little Saigon TV ở trên Facebook và Youtube là mình 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 subscribe nó, tức là mình ghi nó, ghi danh vào đó, đăng ký vào thì lúc bây giờ mình sẽ coi được nhiều chương trình khi mà mỗi khi có video mới. À, trên TV bình thường ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali 16.11 và ở bên Houston, Texas là đài 27.6. Anh Nguyễn Trường vừa mới nói về làm sao tìm được Facebook cũng như là YouTube của Leader Gòn TV thì ở trên YouTube á quý vị đầu tiên là mình để dĩ nhiên mình phải search trước hay tìm kiếm trước là Lido Sài Gòn TV quý vị gõ nguyên cái chữ Lido Sài Gòn TV thì nó sẽ có thêm cái official tự nhiên mình gõ nó sẽ nhảy ra thôi thì quý vị bấm vào trong đó đó chính là trang nhà của youtube của Lido sài gòn tv đó vào đây thì quý vị sẽ thấy đầy đủ hết các chương trình ví dụ như giờ chương trình này đã, đang trực tiếp thì quý vị sẽ thấy hiện lên ở trên đó rồi ngoài ra thì nhiều lắm các chương trình để quý vị xem chúng ta không thể xem trực tiếp được thì chúng ta xem lại việc bao la thời sự thế giới cà phê sáng trò chuyện cùng Lido sài gòn tv rồi tin nổi bật rồi các video rồi nhiều cái chương trình khác ví dụ như là người việt luật mỹ nè gốc khuất rồi money smart hội luận rất là nhiều những chương trình ở trong này để quý vị có thể theo dõi mà chúng ta không có sợ là mình bị mất cái phần nào hết chưa kể là nếu như ngày hôm nay chúng ta xem rồi sau đó nhớ mãi mãi là ồ oh, có một cái chương trình gì nhắc đến ở một cái một cái phần nào đó của leader sài gòn tv thì quý vị cũng có thể vào trong trong youtube rồi vào cái playlist quý vị tìm ở trong đó nó nằm hết ở trong này thật ra đó khi mà vào youtube tìm thì nó sẽ có nhiều hơn chúng ta dễ tìm hơn nhất là ở trên nếu là laptop hoặc cái desktop thì nó nó lớn cho nên mình tìm dễ hơn là trên cái phone còn vào trong facebook thì quý vị cũng sẽ thấy là có trên trên trong facebook thì listo sài gòn tv cũng ở trên đó chúng ta cũng rất là dễ tìm À, quý vị sẽ thấy đây là cái trang Facebook của Lido Sài Gòn TV nè LSTV hay là Lido Sài Gòn TV thì quý vị bấm like ở đó thì nó sẽ khi nào có những bài mới à, có những cái chương trình mới gì tự động nó sẽ hiện lên để cho quý vị xem hay là khi chúng tôi làm trực tiếp những chương trình gì đó thì nó sẽ tự động hiện lên quý vị không phải đi tìm nữa thì đây là cái trang Facebook chính thức của Lido Sài Gòn TV thì hy vọng rằng là sau khi tại vì tại sao nhiều quý vị nói là ô những cái này là biết rồi mà nguyễn trường cứ mỗi đến chương trình thì đã nhắc đi nhắc lại bởi vì mỗi ngày chúng ta đều có thêm những khán giả mới đó là cái điều mà chúng ta phải um, mong muốn như phải nói là ô khán giả có bao nhiêu đó nghe đi nghe lại thì không có thích như vậy mà phải nhiều hơn ví dụ như hiện bây giờ thì uh, trang facebook của leader sài gòn tv đã có trên là 300.000 khán giả theo dõi rồi ừ. Ở trước đây khi mở ra thì mới đầu nó ít nhưng mà từ từ uh, tiếp lành đồn xa, thì nhiều người sẽ đi vào tiếp tục như vậy. thì hy vọng là những khán giả nào mới xem thì quý vị cũng tiếp tục bấm like hay là bấm subscribe để mà chúng tôi có thêm được nhiều nhiều những khán giả mới nữa. À, cũng như vậy đó, tại vì à, có nhiều khi đó à, trong những cái chương trình của YouTube đi thí dụ vậy, mình thấy chiếu đi chiếu lại nhưng mà mỗi một lần chiếu như vậy đó thì nó lại lại là những cái mới chứ không phải là cái cũ và nó có lại có thêm nhiều người mới xem nữa hay là Facebook cũng vậy nữa cho nên những cái những cái người mới sau này đã bắt đầu xem thì chúng ta cũng nên nhắc lại cho họ biết uh, những cái chương trình của Đài. Uh, ngày hôm nay có một cái bản tin là FDA cũng như là FTC là cơ quan về uh, thực phẩm nè, cũng như là cơ quan uh, về uh, về những vấn đề về đầu ăn đó, họ đưa ra những cái khuyến cáo cho người dân. Đây là những cái đây là năm cái gói ăn vặt và ừ. các quý vị thấy nè rất là giống những cái gói ăn vặt thường mua ở các chợ tiệm tạp hóa vân vân nhưng nó không phải là thức ăn vặt bình thường như là mình vẫn nghĩ rằng đã là thức ăn được bịch chip bịch bánh cookie ừ. không trong này nó có chất ma túy wow. nó có nó có nó có làm ra từ cái chất nó gọi là delta h thc thc đây là một cái chất gây tác động lên hệ thần kinh và nó làm ra từ cây ma túy. Năm công ty mà làm ra những sản phẩm này đã bị khuyến cáo là không được copycat, có nghĩa là bắt chước những cái bao bì của những cái hãng mà đang bán những cái thực phẩm này. Quý vị đi vô chợ, quý vị thấy à mình đi mua bịch chip đi, mình mua bánh cookie đi, mình ăn thì đây là những cái bịch mà bình thường đó đây là những cái copycat nè quý vị nhìn thấy không nó giống y hệt luôn như cái cái bánh này nè mà nhìn sơ thôi mình lại tưởng nó là oreo cookies cái này là giống như cái cái gói oreo cái này giống như cái gói cái bịch chip cheetos nè đó y hệt như vậy nhưng mà không đây là bắt trước nha cái công ty mà bán những cái sản phẩm mà nó có chứa chất gây nghiện làm ra từ cây cần sa họ bắt trước cái bao bì của những cái này và họ bán như vậy đó thì công thì FTC và FDA nói rằng là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng có nghĩa là những người mà người ta không nghĩ rằng đây là trong này có cái chất gây nghiện nếu nhìn không kỹ là họ lại tưởng là cái oh, cái bịch chip này mình mình mua thường mình ăn hoài mà đâu có gì đâu nhưng mà thật ra đây là những cái hình ảnh là những cái công ty này đó năm công ty tất cả ngày hôm nay đã bị khuyến cáo rằng là phải đổi cái 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 giao diện của cái gói mà họ bán Bởi vì những cái gói này có thể bị lầm tưởng là những gói chip bình thường à, Quý vị nhìn thấy những cái hình này tôi tôi nhìn vô thì, thì nếu mà không đọc kỹ nha Thì mình cũng nghĩ rằng đây là bịch chip nè Đây là bịch cookie Oreo nè Đây là bịch kẹo Sizzler nè Đây là chip Ahoy nè ha Nó khác nha quý vị nha Cái chữ nó họ cũng đổi cho một, một chút xíu lại Chữ chip nó khác mà chữ trip nó khác nè ừ. Thấy chưa? Họ ná 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 giống giống như vậy để họ bán Thì những cái công ty này đó thì họ cũng lên tiếng Họ nói rằng là chúng tôi cố gắng làm cách nào đó để cho người mua có thể biết được Đây là những sản phẩm nó giống vậy thôi Chứ nó không phải là một cái bịch chip bình thường, một cái bịch cookie bình thường Nhưng mà cái này dễ lầm lắm Nhất là các em nhỏ nhiều khi đi vô trong các siêu thị để mua những bịch chip này kia đó Nhiều khi mình cầm lên tôi nghĩ rằng là cái này chắc là không có để chung một chỗ với những bịch chip bình thường mà phải để riêng một cái chỗ cái quầy khác thì đúng không nhưng hơn. mà nhìn đúng là nó rất nó là rất giống nè thấy không vậy thì ừ. nó có bị là coi là giả mạo không hả à? nó không bị coi là giả mạo ừ. nhưng mà uh, uh, trong cái bài viết đó thì nói là không phải là bị giả mạo nhưng mà nó sẽ gây lầm cho người mua và gây ảnh hưởng sức khỏe đến người mua cho những cái sản phẩm này Wow! Wow, tôi nhìn cái này tôi thấy cũng giống thiệt à. Ý hạt như bịch chip bình thường thôi ha. Bây giờ cái gì cũng người ta cũng có thể bỏ những cái chất ừ. gây nghiện vào trong đó để mà thu hút mọi người. Trước đây cũng có những cái tin đồn đoán, ví dụ như có những cái nơi bán đồ ăn thức uống cho học trò đó ở Việt Nam, ở lề đường, tại sao cái chỗ đó những đứa nhỏ nó rất là thích đến, vân vân thì họ lại cũng đồn rằng ồ, oh, ở trong đó có thể là trong cái nước uống đó, trong cái món ăn đó, họ bỏ những cái chất mà khi ăn vào thì nó nghiện, nó ghiền, cho nên nó cứ phải tìm đến đó để nó ăn hoài. Nhưng mà ở đây thì có những cái nghiên cứu rõ ràng để người ta thấy ờ uh, như tại vì sao nó có cái gì ở trong đó mà nó có thể là nó gây nguy hiểm. À, cũng theo bản tin đó thì ừ. FDA cho biết rằng là à, mặc dù nha không phải là bất hợp pháp nhưng FDA thì đang cố gắng làm những cái nhiệm vụ của mình để bảo đảm sức khỏe cho người mua những cái sản phẩm họ nói rằng là nếu mà quý vị cảm thấy là người mình nó không được khỏe hay là nó có những cái triệu chứng gì đó mà sau khi ăn những cái sản phẩm này mà nó có chứa chất Delta 8 THC đó thì ngưng ngay lập tức và cho fda biết là họ đã ăn phải sản phẩm gì mà họ nghĩ rằng là một cái gói bình thường chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay